Rồi, quả trứng đã trở lại trạng thái ban đầu các bạn. Bây giờ khủng long của chúng ta sẽ bắt đầu nở ra nha. Chúng cũng lông rồi các bạn ơi, nhưng mà nó không hời hứng gì, nó nằm ở đây nè. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Tiếp tục ở video này. Đây, cái hộp bên phải của mình là một con cá mập rất là dữ tợn nha các bạn. Nó có thể nói là một con cá mập siêu khủng luôn. Ăn rất là nhiều động vật ở bên trong. Rồi, còn bên này là một cái túi. Hello, có một cái đậu khủng long lòi ra các bạn ơi. What? Đó là một con khủng long bạo chúa hay sao? Đúng là như vậy các bạn, một con khủng long bạo chúa nè. Wow. Rồi, ok. Vậy là chúng ta sẽ có một cái phiên bản khủng long bạo chúa mà phiên bản trong quả trứng, và một cái hộp cá mập phiên bản Megalodon này các bạn, để xem ai sẽ là người mạnh hơn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ inbox cái con khủng long trước đi các bạn, sau đó chúng ta sẽ đến với lại cá mập Megalodon ha. Rồi, ok. Vậy là cái phiên bản gọi là khủng long này của mình sẽ là một cái quả trứng thực thụ nha các bạn. Đó, quả trứng này thì bên trên là một cái đầu khủng long bạo chúa nó lòi ra, nghĩa là nó đã nở ra thành một con khủng long nha các bạn. Rồi, khủng long bạo chúa của mình sẽ có tác dụng gì đây và cách chơi sẽ ra sao đây các bạn ơi. Trước tiên chúng ta phải xem một cái quả trứng nó sẽ nở ra sẽ trông như thế nào nha. Rồi, bây giờ mình sẽ zoom camera xa ra một chút xíu và quả trứng của chúng ta sẽ bắt đầu nở ra. 3. What? Đây các bạn, nó đang nở từ từ ra nè. Các bạn thấy cái đuôi nó nứt ra chưa? Đây, nở ra bạn. Thang. Một mảnh. Ow. Hai mảnh. À, hai mảnh. What? Con cái gì đó rớt xuống các bạn ơi. Vậy là bạo chúa của mình đã nở ra rồi. Nhưng mà bên trong bạo chúa có cái gì đây? Một cái lồng, một cái mảnh ghép và những cái miếng ghép khác các bạn ơi. Bên trong mỗi cái lồng là có một cái con khủng long nha. Rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn cận cảnh để các bạn thấy trước. Đầu tiên là khủng long bạo chúa của mình. Đây, phiên bản này có âm thanh không nhỉ? Mình nghĩ là có âm thanh các bạn. Để mình kiểm tra xem cái phần pin nha. Và những chiếc xe, yeah ra coi. Mình sẽ có một cái chiếc xe khủng long mà hình một quả trứng đây là chiếc xe khủng long nha các bạn. Bốn bánh nè, chạy rất ok ha. Rồi, tiếp tục bên này nữa. Mình mở lòng ra thì mình có thể lấy thêm một cái quả trứng, một chiếc xe nữa nè bạn. Đó, thấy chưa? Đó, như vậy ha. Tiếp tục nè, bên này. Xuống nào. Đó, các bạn. Còn lại nè. Bên này. Rồi, xong. Vậy là mình sẽ có bốn con khủng long với lại bốn cái quả trứng khác nhau và trượt ra từ những cái mảnh ghép ở đây ha. Rồi, phía trên này chúng ta sẽ có gì đây các bạn ơi? Mình sẽ để những con khủng long này qua bên nha. Ở đây là những cái cây cỏ nè, những cái bông hoa nè, mình sẽ gắm vào đây để xem cái quả trứng của chúng ta sẽ hoạt động ra sao nha. Khi mà mình lắp xong những cái bông hoa và cây cảnh này lên các bạn. Ủa, ở đây là một cái cây nữa bạn ơi. Ở đây có một con gì đây, một con lật đật Pikachu hả? Trời đất ơi, đây lật đật Pikachu các bạn. Ngã coi, nó không ngã nha, con lật đật thì nó không ngã được các bạn. Rồi, ok, cho nó qua một bên đi. Rồi, ở đây mình sẽ có thêm một cái cây nè. Một cái nút ở đây. Không biết nó là cái gì luôn, nhưng mà mình cứ gắm vào đây trước nha. Ok. Ở đây mình sẽ có bông hoa lá cành nè bạn. Đây. Cho mỗi cái một chỗ nha. Cho nó đều các bạn. Và những chiếc xe của chúng ta sẽ hoạt động ra sao đây? Thật là nôn nóng quá bạn ơi. Rồi. Ở đây mình sẽ có thêm đây là cái gì? Những tảng đá nha bạn. Mỗi cái cục đây là một tảng đá nha. Thì mình sẽ có bốn cái tảng đá, hai cái tảng đá nhỏ nè. Một cái hai cái tảng đá lớn. Rồi ok. Đó, vậy là cái set của chúng ta sẽ được trông như thế này các bạn. Đây. Tới đây nè, bây giờ mình sẽ cho xe lên nha. Xe thì mình sẽ bỏ vào trong cái lồng này các bạn. Đây, cho lồng này vào đây ha. Rồi, từng chiếc một nha. Rồi, vào lồng. Ok. Tiếp tục, ủa lồng. Đấy bạn, vào lồng luôn. Rồi, ok. Vào, xong. Rồi, ở đây cái con bạo chúa chúng ta để ý các bạn, màu xanh này các bạn để ý nha, nó sẽ có một cái dây ở phía bên trong này, mình sẽ rút cái này ra. Rồi, ok. Cái dây này sẽ phát ra âm thanh các bạn. Chúng ta sẽ thấy quả trứng của khủng long bạo chúa nó nở ra rồi nha. Có đèn không ta? Bam bam.
khủng long bạo chúa. Rồi ấn cái cây. What? What? Thấy chưa? Xịn chưa? Đó, rồi. Một lần nữa nè, ấn lại một lần nữa nha bạn. Bật công tắc ở giữa trước đi nha. Sao nó không có tác dụng gì hết trơn vậy ta? Nè. Mình là công tắc vô bạn. Rồi ấn nè. Wow. Những chiếc xe là những quả trứng nó sẽ trượt ra phía ở phía bốn góc nha các bạn. Đó. Xịn chưa? Rồi các bạn, đó chỉ là những cái thao tác mà ví dụ cho các bạn xem trước thôi nha. Bây giờ mới là thao tác thật nè. Ấn cái này xuống nè bạn. Đó, rồi, đẩy vô nè. Cho những cái xe vào nha. Trở lại vị trí ban đầu nè các bạn. Rồi, ok, đóng quả trứng lại. Rồi, 3, 2, 1. Quả trứng của chúng ta sẽ bắt đầu nở ra. Và khủng long của chúng ta sẽ làm gì đây? À, à, à. Bạn thấy chưa? Đó. Khỉnh chưa? Đó các bạn, khủng long bạo chúa khi mà nổ tung ra sẽ giúp cho những cái lồng ở bên trong này nó gọi là bắn ra các bạn, bắn những cái lồng này ra và cái xe nó sẽ chạy ra phía bên ngoài nha. Thử lại một lần nữa nha bạn. Ok. Thử lại một lần nữa nha. Rồi mình có thể lấy khủng long của mình ra được nè, thấy chưa? Xịn chưa? Rồi ok, gắn khủng long vào vị trí cũ nè. Đó, thấy chưa? Rồi, chuẩn bị sẵn sàng nha. Bây giờ cho trở lại vị trí ban đầu nè. Đó, vô vô vô. Rồi, quả trứng đã trở lại trạng thái ban đầu các bạn. Bây giờ khủng long của chúng ta sẽ bắt đầu nở ra nha. Ơi bên này còn dưới một trứng nè. Tiếp tục nha. À à à à. Đó, thấy chưa? Rất là xịn nha các bạn. Chưa? Quá đã luôn các bạn đúng không? Là một cái phiên bản mà rồi mà theo mình thấy là cái phiên bản này nó chơi khá là vui nha. Một khi một quả trứng nổ ra thì những cái con khủng long ở phía bên trong nó cũng sẽ di chuyển ra phía bên ngoài trông rất là thật ha. Và cách nó tạo ra một cái gì đó đột biến cho cái phiên bản quả trứng nổ tung này ra rất là ngầu các bạn ha. Đó ok. Ủa còn một chiếc xe đâu mất tiêu rồi. Nó chui xuống đất nè bạn ơi. Ghê chưa? Đó là cái phiên bản khủng long bạo chúa nở ra từ quả trứng nha các bạn. Một quả trứng giúp cho những cái đàn khủng long con ở phía bên trong xuất ra bên ngoài ha. Trông khá là đẹp ha bạn ha. Bây giờ mình sẽ cho trở lại trạng thái ban đầu và giúp cho bạo chúa một lần nữa nè. Ấn đầu nó. Thang. Wow. Thang. 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 Đó vậy bạn. Khá là hay đó bạn. Khá là hay cho một cái phiên bản khủng long bạo chúa ha. Đó mình ấn vào cái cây nè các bạn ha. Thì những chiếc xe nó sẽ giọt ra thì bạo chúa sẽ có nhiệm vụ nè. Thấy chưa? Vậy ha. Đó, giống như kiểu là một thao tác là bảo chúa nổi giận các bạn và giúp cho những quả trứng thoát ra bên ngoài. Khá là hay. Ok, tạm rời xa cái phiên bản khủng long bảo chúa có khả năng nở ra từ quả trứng với rất là những cái thao tác chơi cũng như là những cách chơi khá là hay, khá là vui ha. Bây giờ chúng ta sẽ đến phiên bản cá mập. Phiên bản này là một con cá mập thực sự nha các bạn. Có trang bị vũ khí nha. Rồi, cá mập này các bạn có thể thấy cái hộp là có Octopus, Redway Shark các thứ như ha. Rồi, ở bên trên là sẽ có thêm những cái phiên bản khác. Cây cảnh ở phía sau nè. Đây là một phiên bản gọi là Animal Supreme. Thì cái phiên bản Supreme là nó giống như kiểu là một cái thiết bị lặn, một cái tàu lặn hay là một cái tàu ngầm đấy các bạn. Rồi, rồi đây là cái hộp của chúng ta nha. Mẫu mã nhìn rất là đẹp luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ unbox ra bằng cách là cắt lớp băng keo này ra nha. Để xem cái phiên bản cá mập của chúng ta sẽ có thể vận chuyển được bao nhiêu con động vật biển ở bên trong nha các bạn. Và nó sẽ có những cái thao tác chơi cũng như là cách chơi như thế nào nha. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra và các bạn thấy kìa. What? Một cái đầu cá mập thật sự các bạn ơi. Chui ra. Chui ra đây. Chui ra mau. Ra mau. Ow. Hơi cứng nha các bạn. Mình thấy có một cái gì đó rớt ở bên trong. Đây là một cái gì đây? Một cái bánh xe. Đúng vậy? À đúng rồi bạn, đây nè. Rồi nó sẽ ở bên này ha. Nó sẽ gài vào. Ủa gài vô sao vậy? Ủa anh?
Anh ơi, gài vô sao vậy? À, vậy đó bạn. Ok. Đó, nó vậy bạn. Ok ha. Hàm cá mập. Bam bam. Oh. Rồi các bạn, đây là một con cá mập của mình nha. Đó, mình có thể xách nó đi, cầm nắm nó như thế này các bạn, nó như một cái vali luôn nè, thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Rất là xịn ha. Đây là một con cá mập thật sự nha. Cái miệng nó có thể di chuyển được nè, với những cái hàm răng rất là sắc nhọn nha các bạn. Ở đây nó có một cái miệng đang há ra với đôi mắt rất là dữ tợn nha. Và màu sắc của nó mix khá là đẹp luôn các bạn thấy không? Màu vàng, màu xanh và màu đỏ nha. Rồi, ở bên trên đầu nó sẽ có một cái khẩu súng. Đây là một khẩu súng giúp cho nó có thể gọi là bắn bắt những cái con cá hay là những con động vật biển nè bạn. Rồi, những cái con động vật biển ở phía sau nó sẽ có một cái đuôi khá là đẹp ha. Rồi, mà không biết có âm thanh không nhỉ? Bây giờ mình sẽ coi phần dưới nha, nó cũng không thấy gì luôn. Này, nó có cái phần vây nè, đây là cái phần vây của nó nha. Đó, để giúp cho nó có thể đứng cao hơn hoặc là đứng thấp hơn nha các bạn. Ở dưới đây nó có một cái vây nhỏ phía dưới nữa nè, các bạn thấy không? Đó, rất là đẹp nha. Rồi, bây giờ mình sẽ để nguyên như vậy và mình sẽ mở cái phần này ra. Ở phiên bản này thì các bạn có thể thấy là mình sẽ có được những cái con động vật biển ở phía bên trong. Đây là con Octopus và con Stingray. Đó. Đây các bạn, đây là một con cá đuối và một con bạch tuộc nha. Khá là đẹp luôn, bạn nào mà thích ăn bạch tuộc hay với lẩu cá đuối thì có thể ăn hai con này ha. Khá là xịn sò. Ok, rồi ở đây mình sẽ có thêm một con gì đây? Một con siêu. Đây là một con hải cẩu hả? Đó, nó sư tử biển các bạn ơi. Con siêu á. Rồi, ok. Ở đây mình sẽ có thêm một con gì đây? Dolphin, một con cá heo. Và ở đây một con cá mập trắng, Red White Shark nha. Ở đây mình sẽ có thêm một con rùa nữa. Trời ơi, xịn sò con bò luôn các bạn ơi. Đây là một con rùa màu xanh. Rồi, ok. Vậy là chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó, 6 cái ngăn nha các bạn. Giúp cho chúng ta có thể lưu trữ những cái con động vật ở phía bên trong khi mà mình bắt lại được ha. Rồi, cái ngăn ở phía còn lại nó sẽ trông như thế nào đây? Mình sẽ mở cái ngăn này ra. Và mình sẽ có được, đây là những cái cây cảnh thủy sinh đó các bạn. Đây là một cái tảo biển hay rong biển gì đó ha. Đây là những cái rặng san hô. Rồi, giúp cho những cái sinh vật biển có thể sống sót ở dưới ha. Rồi, tương tự như vậy cũng khá là đẹp với nhiều màu sắc khác nhau. Rồi, ở đây mình sẽ có thêm ở đây một cái thiết bị, đây là một chiếc tàu lặn các bạn ơi. Một chiếc tàu lặn nha. Ở đây nó sẽ có một cái đóng cửa đóng mở nè. Đó, một chiếc tàu lặn với lại hai cái đồ gấp để có thể bắt những cái con cá đi ha. Rồi, mình sẽ đóng lại nè. Ok, ở đây mình sẽ có hai cái vũ khí. Đây là hai cái viên đạn. Rồi, mình sẽ mở hai cái viên đạn này ra nha. Và mình sẽ lắp vào trong cái phần đầu của con cá mập siêu dữ tợn này của chúng ta nha các bạn. Rồi, đây, mình sẽ lắp vào đây ha. Rồi, khi mình lắp vào thì mình sẽ ấn vào đây thì nó sẽ bắn được nha các bạn. Đó, ok. Bây giờ cá mập của chúng ta đã sẵn sàng rồi. Nhưng mà bắn ai bây giờ? Và bắn đi đâu? Ok. Bây giờ tàu của mình sẽ cho xuống đây nha các bạn. Nó sẽ vượt cái tàu ra đây nè. Đây, cái tàu mình sẽ để ở đây nha. Để cá mập mà há miệng ra thì cái tàu nó sẽ chạy ra ngoài nha. Ở đây mình sẽ còn một viên đạn để đề phòng. Rồi, các loài động vật biển sẽ qua ở đây một bên luôn để chiêm ngưỡng sức mạnh của cá mập của chúng ta các bạn ơi. Đây là một con cá mập thực sự nha. Và bây giờ mình sẽ chuẩn bị bắn vào khủng long. Ok. Bất ngờ chưa khủng long? Rồi, lần này khủng long mà tới công chuyện với lại cá mập của mình luôn các bạn ơi. Vậy là theo các bạn là cá mập của mình siêu dữ tợn ở phiên bản này có trang bị súng nè, sẽ chiến đấu với khủng long thì ai sẽ là người chiến thắng đây? Rồi, súng đã nạp đạn, bây giờ lên đạn nè bạn. Rồi, sẵn sàng, khủng long hãy đón nhận nha. 3, 2, 1, bắn vào miệng khủng long nha bạn. Bắn vào miệng nha. Ê. Au. Chúng khủng long rồi các bạn ơi, nhưng mà nó không hồi hứng gì, nó nằm ở đây nè. Và bắn vào, ngã vào mấy rặng san hô, đè mấy con động vật biển luôn, mình vẫn còn một phát bạn nữa. Hy vọng là có thể hạ gục được khủng long nha các bạn. Vô. Rồi, súng đã lên nòng, đạn đã sẵn sàng, bắn thôi anh ơi. Au. Bắn vào khủng long một lần nữa nhưng mà nó không hơi hứng gì các bạn ơi. Vậy là súng này hơi yếu so với khủng long nha bạn. Rồi, cái kết là như thế nào đây? Cái kết là dĩ hoài vi quý các bạn ơi. Mỗi người sẽ đi về một nơi và không có thể đánh nhau được nữa. Tại vì khủng long này quá mạnh và cá mập này cũng không hề yếu nha bạn. Nó có thể bắn rất là xa luôn với những cái hai cái viên đạn siêu khủng như thế này nha bạn ha. Đó, đây là một phiên bản khá là hay luôn nha các bạn. Rồi, vậy là cách chơi của khủng long của mình là sẽ nở từ quả trứng nổ tung ra
và những cái con khủng long còn ở phía bên trong, sổng chuột cũng chạy ra ngoài, khá là hay nha. Đây một thao tác một lần nữa các bạn. Đó, khủng long mình không có lên tiếng hả? Lên tiếng đi khủng long. Bam bam. Đó bạn thấy chưa? Đó, bể luôn. Rồi cá mập của mình thì bắn thêm một lần nữa cho thế nào? Khủng long nổi điên hả? Bắn cho. Ghê chưa? Rất là xịn đó bạn ha. Ok các bạn, và đây là hai cái bộ playset hôm nay của mình nha. Trong video này, đó chính là khủng long bạo chúa phiên bản nổ tung từ một quả trứng ra, và bên trong quả trứng sẽ có cái nhân vật quả trứng mà phiên bản xe mini sẽ sổng ngược ra. Cái này nó giống như một cái đường trượt các bạn, từ một cái vỏ trứng, khá là hay và khá là chất lượng ha. Khủng long của mình thì có đèn phát sáng nè, có thể phát ra âm thanh và có một thao tác gọi là đẩy vào cái cây để giúp cho những con khủng long ở bên trong thoát ra bên ngoài, khá là hay ha. Đây là một bộ playset mình đánh giá khá là cao nha. Rồi ở bên đây thì mình sẽ có thêm một con cá mập mà phiên bản gọi là tàu lặn ha bạn. Mà cá mập này là cá mập Megalodon các bạn ơi. Đây là con cá mập mà kiểu như là robot ha, được trang bị vũ khí nè, tàu lặn nè, rồi có bắt được những cái con động vật biển ở tận sâu dưới đáy biển luôn nha, bao gồm rùa nè, bạch tuộc, cá đuối nè, cá heo, cá mập và sư tử biển nữa ha. Đó, khá là hay và khá là chất lượng nha các bạn nha. Rồi ok, các bạn thích khủng long hay là cá mập, hãy để lại bình luận cho mình biết. Và nếu cá mập và khủng long chiến đấu với nhau thì ai sẽ là người giành chiến thắng đây? Hãy để lại bình luận cho mình biết luôn nha. Đừng quên ấn vào cái chuông để là người đầu tiên xem được những cái video mới nhất của mình nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.